Kháng xin kính chào quý vị khán giả đài SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin tức cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, thứ Sáu vừa qua, Viện Trưởng lý của tiểu bang Massachusetts, bà Maura Healey, cho biết là văn phòng của bà cùng các văn phòng viện trưởng lý của các tiểu bang như California, Connecticut và Kentucky đã tham gia vào việc ký tên đệ đơn lên tòa án tối cao liên bang để ngăn chặn sắc lệnh gần đây nhất của Tổng thống Donald Trump về việc cắt đi hàng tỷ Mỹ Kim cho các khoản thanh toán đối với các công ty bảo hiểm y tế. Theo bà Maura Healey thì quyết định của Tổng thống Trump là một hành động tàn bạo và vô trách nhiệm. Hành động này sẽ dẫn đến chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ tăng lên và sẽ ảnh hưởng đến nhiều người dân. Ngoài ra, hành động này còn đưa thị trường bảo hiểm y tế vào hỗn loạn và phá hoại ngân sách nhà nước. Thống đốc tiểu bang ông Charles Baker cũng lên tiếng chỉ trích hành động này của Tổng thống Trump và cho rằng đây là một quyết định sai lầm. Tiểu bang Massachusetts, New Hampshire, California, Kentucky là những tiểu bang dựa vào tài khoản trợ cấp của quyền liên bang khá lớn nhằm cung cấp bảo hiểm y tế cho nhiều người dân từ một chương trình bảo hiểm y tế của cựu Tổng thống Barack Obama. Tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, hôm thứ Tư ngày 18 tháng 10 vừa qua, hàng trăm sinh viên của trường đại học Boston College đã ra khỏi lớp học cùng tham gia cuộc biểu tình tại trung tâm sinh hoạt sinh viên để phản đối những gì họ cảm thấy là thiếu hành động từ phía nhà trường. Theo nguồn tin cho biết, tại khu túc xá, hai tấm biểu ngữ viết Black Lives Matter được treo trước cửa phòng của các sinh viên đã bị phá hỏng. Tấm biểu ngữ được viết thêm chữ Don't sau chữ Lives. Các sinh viên cũng đã cho biết là họ luôn hoan nghênh những người có sự khác biệt này hãy gõ cửa và họ sẵn sàng có một cuộc trò chuyện để chia sẻ tinh thần xây dựng thay vì làm một kẻ hèn nhát nhất viết phá hủy và viết lên hai biểu ngữ. Trong cuộc biểu tình, các sinh viên đã hô to các khẩu hiệu như không có công lý, không có hòa bình, không có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại trường đại học Boston College. Các sinh viên cho biết là họ có một cuộc biểu tình đoàn kết được lên kế hoạch cho thứ Sáu ngày 20 tháng 10 nhằm phản đối sự im lặng của nhà trường. Theo sinh viên Yoski Eugene chia sẻ rằng sự im lặng của nhà trường nói lên sự dung túng cho phép hành vi kỳ thị chủng tộc. Phía trường đại học Boston College cho biết thì họ đang trong quá trình điều tra về nhà trường không chấp nhận những hành vi của những kẻ phá hủy và viết lên trên biểu ngữ. 18 người bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình chống lại chính sách trục xuất người nhập cư. Tin từ Springfield. Kính thưa quý vị, cảnh sát Springfield đã bắt giữ 18 người tuần hành trong một cuộc biểu tình ôn hòa tập trung trước văn phòng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ của địa phương. Theo báo cáo, có hơn 100 người tuần hành vòng quanh nhà này hôm thứ Hai ngày 16 tháng 10 năm 2017 vừa qua. Họ kêu gọi các nhà chức trách liên bang hãy dừng lại việc trục xuất Lucio Perez, một người Guatemalan nhập cư bất hợp pháp từ năm 1999. Nhóm người này nắm tay nhau ngồi trước lối ra vào tòa nhà và không chịu rời đi. Cảnh sát đã phạt họ tội xâm lấn trái phép độ nhẹ. Người dẫn đầu cuộc phản đối này nói rằng Perez không phải là tội phạm hay các tiểu sử phạm tội. Hơn nữa, anh ta vẫn giữ liên lạc với văn phòng sở di trú trong những năm vừa qua. Nhưng bởi chính sách không khoan nhượng của chính quyền Tổng thống Donald Trump, mà người đàn ông này sẽ bị trục xuất và phải quay trở lại Guatemala. Perez bày tỏ lòng biết ơn với những người ủng hộ anh ta, cũng nói rằng anh rất sợ phải rời vợ và ba đứa con vốn được chào đời ở Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Thông báo, Rainbow Daycare, trung tâm chăm sóc cao niên, điều kiện để tham gia trung tâm, 1. Trên 65 tuổi, 2. Chúng tôi chấp nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, 3. Giấy tờ tùy thân, an ninh xã hội, hộ chiếu hoặc thẻ xanh, 4. Tên bác sĩ gia đình,
bệnh viện và số điện thoại. Thời gian ghi danh thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Địa điểm ghi danh tầng 1 của Juniper Academy, số nhà 95, đường phố Freeport Street, thành phố Dorchester, Massachusetts 02122. Điện thoại liên lạc Nga Trần 617-517-4155, 617-517-4155. Ngày khai trương 27 tháng 11 năm 2017. Kính mời toàn thể quý vị tham dự. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter The Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Wow. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì okay. Em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter Beauty Academy, trường thẩm mỹ được dời về 95 Freeport Street. Building rộng lớn, khang trang với nhiều lớp học cho các ngành nghề. Beauty Academy là trường dạy nghề thẩm mỹ cao cấp duy nhất do người Việt Nam làm chủ. Trường được chính phủ liên bang công nhận, đặc biệt học viên hội đủ tiêu chuẩn sẽ được chính phủ tài trợ tài chính trao học ngành thẩm mỹ tóc, giáo viên tận tâm kinh nghiệm, học viên có thể thi lấy bằng bằng tiếng Việt. Lớp học nối lông mi được mở hàng tháng và nhận làm tóc, facial, nail với giá rẻ tượng trưng. Mọi chi tiết xin liên lạc 617-288-1811. Hai bà Bảo, cuối năm cuối tháng mới vào trời xong giờ chạy đi đâu đây? Dạ em chào học đường đi chợ. Đi chợ ở đâu? Thôi, sao nghe lúc nào cũng chợ Phúc Cường từ lâu hay không? Triệu Phú, Tỷ Phú, ai cũng biết là Phúc Cường đó là sao? Chứ, chợ đó nó rất là tiện nè, mà có cơm nè, có cá nè, có thịt, có rau gì nó cũng tươi mới. Mà nếu mà ra đi bộ ăn thì làm bộ. Wow, nói nghe mà thèm dễ sợ luôn. Vậy thì muốn ăn ngon, hãy đi chợ Phú Cường. Phú Cường là siêu thị lớn nhất vùng New England do người Việt Nam làm chủ, hiện tọa lạc tại số 1188 đường Dorchester, khu phố Dorchester, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, chuyên cung cấp các loại thực phẩm tươi ngon, bổ dưỡng, giá rẻ, có bán dược thảo các loại gia dụng cần thiết, nhân viên tiếp đón ân cần, điện thoại liên lạc 617-822-8014. Senior Home Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh, số điện thoại 508-769-6968. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston. Sau đây là phóng sự cộng đồng, kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả của SBTN, chúng tôi là học đại thuộc SBTN Boston. Xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, thì trong những thời gian vừa qua, tức là sau khi mà cái đài truyền hình PBS chiếu cái phim Việt Nam World đó, thì có rất nhiều dư luận khen cũng có mà chê cũng có, cả trong nước lẫn ngoài nước. Thì hôm nay chúng tôi xin mời được một số quý vị đại diện cho cái thành phố Boston cũng như là cái cộng đồng của chúng ta, cũng là đoàn thể ở đây, để đến thư chuyện với quý vị về cái đề tài phim Việt Nam World. Thì em chúng tôi sẽ lần lượt thư chuyện với quý vị về ý kiến riêng của cá nhân mình đối với cái phim Việt Nam World. Xin mời anh Khải. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, có lẽ trong những ngày vừa qua, tất cả người Việt chúng ta ở hải ngoại, không riêng ở hải ngoại mà cả trong nước cũng xôn xao về một bộ phim 10 tập do hai nhà đạo diễn người Hoa Kỳ họ dàn dựng lên. Và cuốn phim này từ khi được trình chiếu thì đã gây một cái làn sóng dư luận rất nhiều, nhất là tại hải ngoại này. Người có người thì đồng ý và có người thì lên án. Thì chúng ta thử biết rằng
với riêng tôi thì tôi thú thật là cuốn phim này tôi không đủ can đảm tôi coi cho hết, không đủ kiên nhẫn để tôi coi hết được 10 tập, mà tôi chỉ coi tới hơn 6 tập, gần hết tập thứ 7 thì tôi phải ngưng lại. Bởi vì thưa quý vị, tôi có cái cảm nhận rằng đây nó là một cuốn phim do người Mỹ, hai đạo diễn Mỹ họ dàn dựng lên, và dĩ nhiên chúng ta phải nghĩ rằng đây nó là một cái món ăn, nó là một cái nồi súp do người Mỹ họ xào nấu, họ nêm nếm cho vừa đúng cái khẩu vị của người Mỹ, của đồng bào họ, thì dĩ nhiên nó sẽ không hợp với khẩu vị của người Việt Nam chúng ta hoặc của những bên đã can dự trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Riêng dưới con mắt của người Việt Nam chúng ta thì với tôi cũng như tất cả quý vị, chúng ta là người đã trải qua cuộc chiến đó, được sinh ra trưởng thành trong cuộc chiến đó, thì chúng ta là một trong những chứng nhân sống của thời đại. Với cảm nghĩ đó, khi tôi xem cái phim này, tôi cảm thấy rất đau đớn và rất là xót xa cho cái vận mệnh của dân tộc mình. Bởi vì tất cả cái vận mệnh của dân tộc chúng ta là một nước nhược tiểu, thành ra chúng ta không thể định đoạt được cái số phận của chúng ta, thành ra bị các cái thế lực bên ngoài, các cường quốc bên ngoài họ định đoạt, và họ có thể họ vẽ lên rất nhiều chiều kích khác nhau tùy theo mỗi bên họ tham chiến. Vì vậy chúng ta chỉ là những nạn nhân, những người mà chúng ta không có làm được cái gì, không có quyết định được cái gì trong cái việc làm của họ. Không công bằng của dàn phim, cái sự kiện đó, cái nhận xét đó được thể hiện qua suốt 18 tiếng đồng hồ của cuốn phim đó. Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều sự kiện được đưa ra trong cuốn phim rất là phiến diện, không đầy đủ, không nói hết công tác, nghĩa là nội dung hay là những cái sự thật, toàn bộ sự thật chung quanh một tấm hình, một đoạn phim. Điển hình và cụ thể nhất trong cuốn phim là nhà sản xuất đã đưa lên hình ảnh Trưởng tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn một tên Việt Cộng ngay trên đường phố Sài Gòn. Thứ nhất, ngày hôm đó đường phố Sài Gòn không phải là đường phố, đó là ngoại chiến trường. Ngoại thứ hai, cái tên Việt Cộng bị bắn đã dùng bạo lực tàn sát một cách dã man 6 thường dân trước mặt chào là cha của nó, người cha là người sĩ lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà do vợ và con họ không phải là kẻ thù, lại vừa không có cầm súng gần, không phải là gây nên một cái trở ngại hay một cái đe dọa gì được cho cái tên Việt Cộng đó, nhưng mà cái báo lòng đó mà là giết 6 người là thường dân đó. Thì những người làm phim chỉ đưa lên tấm hình thôi, không giải thích, không nói. Cái tác giả của tấm hình đó, ông Eddie Adams, viết năm 1998 trên website của báo Time, mà quý độc giả có thể dễ dàng tìm đến bằng các Wikipedia hoặc là vô Google đánh lên cái chữ Adam, Eddie Adams sẽ đọc được, sẽ thấy được cái bài viết của ông Eddie Adams. Và trong đó ông Adam viết cái ngày hôm đó trong cái tấm hình đó có 2 người chết, một là tên Việt Cộng bị ông tướng bắn, hai là ống kính của tôi đã giết ông tướng, ống kính của Eddie Adams đã giết ông tướng. Ông Eddie Adams giết chết đi viết tiếp, đó chỉ là một phần nửa sự thật, tấm hình chỉ nói là một phần nửa sự thật. Cái những cái điều mà tấm hình không nói là như thế này: cái gì bạn có thể làm nếu bạn là một tướng lãnh trong cái ngày, trong cái thời điểm đó, trong cái ngày, trong cái chiến trường đó, khi mà bắt được một cái thằng đã vừa giết xong 1, 2, 3 người Mỹ. Đó là lời của Adam, ông thí dụ 1, 2, 3 người Mỹ. Cái tấm hình đó nó làm thay đổi cuộc chiến, nó làm thay đổi một đời cuộc đời của ông tướng, và tôi phải đã xin lỗi ông tướng đó. Cái phim mà Việt Nam mua đó,
có rất nhiều người có trình độ và cũng có rất nhiều người có tham dự sâu vào cuộc chiến viết về những cái bài bình luận rồi. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đấy thì tôi nhận xét là như tất cả quý anh chị cũng nói đó, là nó phiếm diện, nó không khách quan và nó không trung thực. Bởi vì rất là dễ hiểu bởi vì sao? Bởi vì những nhà làm phim này, tất cả những tài liệu, gần như đại bộ phận những tài liệu mà họ xây dựng thành cái cuốn phim này là lấy từ nguồn tài liệu của Cộng sản Bắc Việt. Đó là những cái điều mà không trung thực. Và quan trọng nữa là gì? Quan trọng nữa, phim ảnh rất là nguy hiểm vô cùng. Họ chiếu lên những cái hình ảnh mà đập vào mắt người ta thôi. Thí dụ như quý vị thấy có những cái mà cảnh người hoặc người Mỹ bắn giết vào cả một cái làng ở Việt Nam. Trong khi cái cuộc chiến tranh mà Cộng sản nó gọi là cuộc chiến tranh nhân dân ấy, chỉ 2-3 thằng Cộng sản du kích thôi nó bắn. Thì người Hoa Kỳ cũng không biết ai là Việt Cộng, ai là người dân thường. Cho nên có những cái cảnh như vậy làm cho người ta rất là dễ là quân đội Hoa Kỳ là tàn ác. Cũng như hình ảnh một người quân nhân Hoa Kỳ đứng xét giấy một người Việt Nam. Cái điều đó rất là phản cảm về vấn đề tuyên truyền. Bởi vì sao? Đất nước Việt Nam tại sao có một cái người lính Hoa Kỳ đứng ra xếp hàng để mà xét giấy tờ? Đó là một cái điều rất phản cảm cho cuộc chiến tranh chính nghĩa của chúng ta. Và thứ hai là gì? Cái quan trọng nhất là những cái thời kỳ thanh bình của Việt Nam Cộng Hòa. Cái thời đệ nhất Cộng Hòa cũng như là cái thời đệ nhị Cộng Hòa thanh bình như vậy. Tại sao Cộng sản đi xâm lăng? Đó là một cuộc chiến tranh xâm lược. Cái phim không nói đến, không đề cập đến. Mà họ chỉ cho rằng cuộc chiến tranh giữa Bắc Việt và người Hoa Kỳ. Thì tôi chỉ lo có một cái điều là tất cả những cái thước phim đó hoặc là những cái tài liệu đó được lưu trữ và được phổ biến rộng rãi như thế chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến như là những cái lứa tuổi của chúng ta thì cũng chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà những cái lứa tuổi của con em của chúng ta rất là dễ bị đầu độc. Làm sao chúng ta có thể giải tỏa được cái mà tuyên truyền rất là tinh vi của Cộng sản lồng trong những cuốn phim này hoặc là trong những tài liệu mà đang lưu trữ tại các trường đại học, trung học, các thư viện của Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là quý vị thức giả hải ngoại cũng như các nơi trên thế giới này quan tâm và lưu ý cho. Và cuốn phim đã chiếu đã hơn một tháng nay rồi, thì tôi thấy rằng có rất nhiều nhận định của mỗi người mà tùy theo cái khả năng, tùy theo cái trải nghiệm trong chiến tranh, tùy theo cái nhận định hay đã đọc nhiều lịch sử từ sau cuộc đại chiến lần thứ hai chấm dứt của Việt Nam, cho nên mỗi người có một nhận định. Thì phải nói rằng cuốn hầu hết mọi người đều công nhận rằng cuốn này, phim này không trung thực, tài liệu lấy từ của Cộng sản Hà Nội. Đó là cái điều mà chúng ta không trung thực. Mà cái điều rõ nét nhất mà tôi thấy không trung thực là gì? Việt Nam Hoa, chiến tranh Việt Nam mà tôi coi từ một cuốn 1 cho đến cuốn 10 toàn là cuộc đấu tranh giữa quân đội Hoa Kỳ và quân Cộng sản Bắc Việt. Thỉnh thoảng mới có một vài cảnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh với Cộng sản thôi. Còn hầu hết từ trên dưới đều là của quân đội Mỹ. Như vậy thì có người đã nói là thôi, cuốn phim này đề là America Hoa đi chứ đề Việt Nam Hoa. Thì quyên một cái hình đó chúng ta đã không trung thực rồi. Và nếu mà chúng tôi ở đây có nhiều thì giờ chúng sẽ phân tích không trung thực ở chỗ nào. Rất nhiều điểm không trung thực đúng với cái tình hình và trong cuộc chiến Việt Nam. Đó thì cái điều đó vì thì giờ chúng tôi không phép, nhưng ở đây tôi mặc dù không trung thực nhưng ở đây tôi cũng muốn nói cho xin quý vị biết rằng trong cuốn phim nó cũng đã lột trần được cái tội ác của Cộng sản, đã lột trần được. Như cuốn đầu tiên, cuốn đó nói rằng chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chia đôi đất nước, đó là cuốn phim xác nhận. Cái điều thứ hai, Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp, nhưng thực sự đó là một cái chiêu bài để mà đem một chế độ và cái chủ thuyết Mác Lênin, chủ thuyết Cộng sản vào áp đặt trên Việt Nam. Đó là cái điều mà cuốn phim xác nhận. Cái điều thứ ba là Hồ Chí Minh nói rằng thực dân Pháp đã giết người Việt nhiều, nhưng mà thực sự khi mà Hồ Chí Minh cướp được chính quyền Hà Nội thì Hồ Chí Minh, cái chế độ Cộng sản đã giết người dân Việt Nam rất nhiều so với cái chế độ thực dân. Bằng chứng là cái cuộc cải cách ruộng đất năm 1954. Thì qua ý kiến của bốn quý anh vừa rồi thì chúng tôi đều là những sĩ quan của quân lực của Nam Cộng Hòa, những người đã tham gia cuộc chiến Việt Nam và thấy được những cái khiếm khuyết, những cái sai lệch của cái phim Việt Nam Hoa. Thì hôm nay xin được đóng góp với quý vị, nhưng mà chúng tôi muốn thêm với quý vị rằng là cái cuộc chiến mà do cái đài truyền hình
đã đưa ra đó, thì chúng ta thấy rằng đó là có cái nền tảng của nó đã sai. Tức là cuộc chiến tranh của Việt Nam không phải là cuộc chiến tranh nội chiến, mà đó là thực sự là cuộc chiến tranh xâm lăng của phía Cộng sản, muốn áp đặt một cái chủ nghĩa Cộng sản vào toàn thế giới chứ không phải riêng ở miền Nam. Thành ra từ cái căn bản mà đài truyền hình cũng như cái người làm phim đã sai rồi, cho rằng cuộc chiến và người Mỹ đã chọn lầm phe, tất cả đều sai hết. Quý vị đã thấy nền tảng nó đã sai thì tất cả những cái biện luận đi sau đều sai. Và không phải hôm nay anh em chúng tôi ngồi đây để mà bàn luận nói về những cái đúng sai, mà anh em chúng tôi có muốn đưa ra một cái vấn đề là làm thế nào để chúng ta cho con em chúng ta về sau này hiểu được cái phim đó, thì nó có tác hại rất là lâu dài cho cái lịch sử Việt Nam cũng như là cho cái thế hệ phía sau của chúng ta. Thành ra chúng tôi muốn mong mỏi rằng quý vị nếu mà được á, thì chúng ta nên làm một cuộc gây quỹ để mà đăng trên cái báo Washington Post hoặc New York Times, thì yêu cầu có thể là cộng đồng Việt Nam Liên bang Hoa Kỳ hoặc một cái tổ chức nào đó đứng ra quyên góp để chúng ta có tiền để mà đăng trên tờ báo Mỹ để cho dư luận Mỹ biết rằng người Việt chúng ta phản đối cái phim đó. Và cũng quý vị cũng biết rằng trong thời gian tháng vừa qua thì trong nước Việt Cộng xuất bản cái cuốn lịch sử Việt Nam 15 tập. Họ nghiên cứu trong vòng 10 năm và do 30 tác giả đồng thuận, nghĩa là họ soạn cái chương trình đó của những nhà gọi là trí thức xã hội chủ nghĩa nào. Và đồng thời đấy, cái phim này cũng làm trong vòng 10 năm và cũng tiêu tốn dưới sự, theo chúng tôi nhận định có thể là dưới sự tài trợ của Việt Cộng với 50 triệu đô la qua một cái ngân hàng. Thì như vậy vấn đề hiện nay về thế chiến lược là Việt Cộng cũng như Mỹ đang muốn cái gì? Khối tinh thần Ngô Đình Diệm vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thư mời tham dự lễ giỗ lần thứ 57 của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa 26 tháng 10 năm 1956. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị đến tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày khai sinh Việt Nam Cộng Hòa và cũng là ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm ký ban hành Hiến pháp 26 tháng 10 năm 1956. Ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa và lễ giỗ lần thứ 54 của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thời gian đúng 10 giờ sáng thứ Bảy, 28 tháng 10 năm 2017. Địa điểm: Hội trường Nhà thờ Street Gallery, 2214 Dorchester Avenue, Dorchester, Mass. 02124. Ban tổ chức xin hân hạnh được đón tiếp quý vị đến tham dự buổi lễ trọng đại này. Trân trọng kính mời Trưởng ban điều hợp Phạm Ngọc Diễm, số điện thoại 857-230-9376. Trưởng ban tổ chức Lại Tư Mỹ, số điện thoại 617-680-0495. Xin quý vị cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mặc quân phục khi tham dự. Ban tổ chức chân thành cảm ơn. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Phở Buster có hai chi nhánh tại Boston và Quincy với các món phở tuyệt vời và rất nhiều món ăn đặc sắc khác. Nổi tiếng nhiều năm qua, quý khách sẽ tận hưởng những bữa ăn thật ngon. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách cho hệ thống phở Buster. Spa Depot, công ty chuyên cấp và bảo trì các loại ghế spa pedicure. Hệ thống spa pedicure từ công ty Spa Depot có trên 10 mẫu mã và nhiều màu sắc chọn lựa. Da ghế đạt yêu cầu của Boston Fire Department. Chất lượng ghế pedicure được UL Hoa Kỳ công nhận là sản phẩm đạt độ cao về an toàn với 2 năm bảo hành. Mua ghế tại công ty của chúng tôi, quý vị được giao tận nơi và lắp ráp miễn phí. Đặc biệt công ty của chúng tôi nhận thiết kế theo yêu cầu của khách hàng về các sản phẩm. Bàn ghế Knell có hệ thống ventilation trên 50 CFM, phù hợp với tiêu chuẩn Health Department và State Board của từng tiểu bang. Mọi chi tiết xin liên lạc vùng Worcester 508-340-5776, vùng Boston 617-282-6666 hoặc viếng thăm trang nhà của chúng tôi www.spadepot.us hoặc www.spadepot.com. Viện Mỹ phẩm và Nước hoa Bảo Trâm trân trọng thông báo. Tiệm mới vẫn địa chỉ cũ đối diện Phước Lộc Thọ 9191 Bosa trên lầu số 28. Bảo Trâm là đại lý các dược mỹ phẩm nổi tiếng của Nhật như Pola, Noevir, Magnus
và các loại kem lột, tẩy trắng da Obagi, kem trị nám linh chi, thần dược bảo vệ sức khỏe ngăn ngừa bệnh tật của Nhật có đầy đủ tại mỹ phẩm Bảo Trâm. Nước hoa Chanel nhập cảng từ Pháp, made in France, chỉ có tại Bảo Trâm. Đặc biệt có thuốc trị mụn thận gốc, mụn bọt, mụn cám, vết thâm, tẩy độc tố làn da. 714-899-8749. Đại lý độc quyền nhiều loại dược thảo đặc trị phòng chống các loại ung thư, nâng cao sức đề kháng, đào thải những độc tố trong cơ thể. Uy tín hơn 20 năm qua đã giúp nhiều đồng hương thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Nhận gửi hàng đi khắp nơi trong Hoa Kỳ và các nước khác. Xin vào website để biết thêm chi tiết hay gọi số 714-899-8749. PK Cargo tọa lạc tại 1392 trên đường Dorchester trong vùng Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Nhận chuyển tiền, hàng về Việt Nam rất nhanh chóng, uy tín, tiền nhận ngay trong ngày. Chúng tôi có bán nhiều dược thảo, mỹ phẩm, dầu gió, các loại và nhiều mặt hàng khác. Đặc biệt đại lý thuốc chính gốc do thầy Cảnh Thiên với trên 140 mặt hàng có mã số cầu chứng và hình thầy Cảnh Thiên. Dịch vụ cho điện thoại, điện nhà, giá rất rẻ. Dịch vụ lắp đặt đài cable SVTN và nhiều đài Việt ngữ nhanh chóng, rõ ràng. Gửi hàng đường hàng không, nhận tại Sài Gòn và các nơi ở Việt Nam. Giá 3 đồng 75 cent trở lên, chuyển hàng bằng đường biển với số lượng lớn, 50 pounds, giá 2 mỹ kim cho 1 pound, từ 150 pounds trở lên, giá 1 đồng 50 cent cho 1 pound. Về các tỉnh, cộng thêm 25 mỹ kim cho mỗi thùng 50 pounds trở lên. Mọi chi tiết xin liên lạc Kevin, số điện thoại 617-297-5419. Đến với Queen Smile Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân móng, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen Smile Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, ba lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặc tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với ba lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì ba lẻ, số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Ba lẻ Bakery tọa lạc tại số 1035 trên đường Rochester trong khu phố Rochester. Có đầy đủ các loại bánh nóng, nhân mặn, ngọt, bánh sinh nhật, sản xuất mỗi ngày. Trà và thức uống đủ loại thơm ngon, hợp vệ sinh, do thợ từ Đài Loan sang đảm trách. Nhận đặt bánh cho các buổi tiệc gia đình, hội đoàn. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 617-533-7035. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của đài SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như những chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Thiện Kháng xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ tới.